Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, ngành khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh có nhiều hoạt động tích cực đạt hiệu quả cao trong các lĩnh vực, đã qua triển khai nhiều đề tài khoa học ứng dụng vào thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà. Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 18 tháng 5 năm 2020, chuyên đề khoa học và công nghệ hôm nay có phóng sự ghi nhận về những thành tựu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dù là tỉnh nghèo, điều kiện nghiên cứu khoa học còn khó khăn, nhưng ban giám đốc cùng tập thể công chức viên chức quyết tâm đưa ngành khoa học tỉnh nhà ngày một phát triển lớn mạnh. Trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật đáng khích lệ. Kết quả đã nghiệm thu 14 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội, nông nghiệp, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược. Trong đó tập trung nghiên cứu lĩnh vực nông nghiệp, góp phần đa dạng hóa giống cây trồng vật nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Khoa học công nghệ giữ một vai trò rất là quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Và điều này cũng đã được thể hiện thông qua các kỳ đại hội khẳng định khoa học công nghệ là một quốc sách hàng đầu của Việt Nam và cần phải tập trung nguồn lực để đẩy mạnh phát triển nhằm tạo ra những cái sản phẩm, những cái công nghệ mới đáp ứng cho cái việc sản xuất ra những cái sản phẩm có thể cạnh tranh với khu vực ở và trên quốc tế. Ngoài ra thì việc phát triển khoa học công nghệ cũng sẽ tạo nên những cái sự chuyển dịch về cái cơ cấu kinh tế nhằm tạo nên những cái đột phá về kinh tế của đất nước. Thì với cái vai trò của khoa học công nghệ của tỉnh Trà Vinh thì chúng tôi thực hiện một số các cái nhiệm vụ như sau. Thứ nhất là về cái phần về công tác quản lý, định hướng phát triển các cái đề tài nghiên cứu như là các cái dự án ứng dụng cái khoa học công nghệ vào trong sản xuất của địa phương. Thứ hai là chúng tôi thực hiện một số cái nhiệm vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ trên địa bàn của tỉnh, và đồng thời chúng tôi cũng thực hiện cái nhiệm vụ đo lường, kiểm định và đánh giá cái chất lượng trong cái công tác kiểm định. Ở lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng, có thể kể đến những dự án tiêu biểu như dự án ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi chim yến tại Trà Vinh. Hiện các nhà yến đã thu hoạch tổ chim yến và nhân rộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức hội thảo công bố bản đồ định hướng vùng nuôi chim yến tỉnh Trà Vinh, dự án xây dựng mô hình dừa sáp bằng nguồn cây nuôi cấy phôi tại tỉnh Trà Vinh. Kết quả đã cấy phôi và đem thuần dưỡng ngoài vườn ươm 1.500 cây giống, xây dựng 2/6 hecta mô hình trồng dừa sáp cấy phôi tại huyện Cầu Kè. Cây phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt 98%. Nhân rộng mô hình chế biến bảo quản đậu phộng sau thu hoạch và thương mại hóa một số sản phẩm, hoàn thiện quy trình đậu phộng rang tách vỏ và đậu phộng rang nguyên vỏ, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, mã số mã vạch và đăng ký hồ sơ truy xuất nguồn gốc, xây dựng mô hình sản xuất đậu phộng theo hướng hữu cơ, triển khai 5 hecta là mô hình của hộ dân cho năng suất trung bình 6,5 tấn một hecta tại huyện Cầu Ngang, thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải. Kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu về chất lượng sản phẩm. Thực hiện đề tài ứng dụng phương pháp lên men nhân sinh khối chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt và nuôi trồng thủy sản, xây dựng 6 mô hình tại huyện Cầu Ngang, Trà Cú, Châu Thành và Duyên Hải để phục vụ trồng lúa, hoa màu, đậu phộng nhân sinh khối 340 kg, hỗ trợ người dân xây dựng mô hình trại ương con giống tôm càng xanh toàn đực từ công nghệ chi phẫu tạo đàn tôm cá giả ở thị trấn Cầu Kè với diện tích trên 1,2 hecta. Trong năm qua, trại đã cải tạo ao nuôi tôm càng xanh toàn đực, thả 16.000 con giống tôm thịt, nuôi trong thời gian 6 tháng, đạt kích cỡ khoảng 20 con trên 1 ký, đã thu hoạch với tỷ lệ tôm sống trên 50%. Thực hiện chi phẫu 2.000 con tôm cá giả đạt tiêu chuẩn đưa vào bố trí sản xuất giống, cung ứng cho người sản xuất. Bố trí ương 1 triệu ấu trùng tôm càng xanh toàn đực để sản xuất 250.000 con tôm boss. Trong quý năm 2019, cung ứng 60.000 con tôm giống càng xanh toàn đực cho 6 mô hình ở các huyện Cầu Kè, Cầu Ngang và Châu Thành.
Trung tâm vừa sản xuất hai bể composite với diện tích lớn 20 và 30 mét khối nước, chuẩn bị đưa vào phục vụ cho việc nuôi dưỡng tôm càng xanh trước khi đưa xuống ao. Đây là phương pháp nhằm hạn chế mức hao hụt của giống tôm, dễ kiểm soát môi trường nước, cho ra con giống chất lượng. Trung tâm cũng là phối hợp với các cái viện trường, và đặc biệt là chỗ viện nông nghiệp công nghệ cao đồng bằng sông Cửu Long, cùng với các cái phòng kinh tế hạ tầng của các huyện, thị xã, để mà xây dựng các cái mô hình triển khai ứng dụng tiến bộ học nghệ phù hợp với cái đặc trưng và thế mạnh của cái từng huyện, nhằm là phát triển cái nông nghiệp theo cái hướng cái bền vững trong cái thời gian sắp tới. Hoạt động ứng dụng khoa học và kỹ thuật đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, phối hợp với các viện trường, chính quyền địa phương triển khai các đề tài khoa học như xây dựng mô hình dừa sáp bằng nguồn cây nuôi cấy phôi tại tỉnh Trà Vinh. Thuộc chương trình nông thôn miền núi, tổng số phôi đã vô mẫu là 4.500 trái. Vườn ươm cây giống dừa sáp trong nhà kính ở tại trung tâm có 3 loại ở 3 kích cỡ là bầu lớn, bầu nhỏ và cây đang thụ dưỡng. Trung tâm đã ký hợp đồng chuyển giao công nghệ và hợp đồng đào tạo kỹ thuật viên về quy trình công nghệ trồng và chăm sóc cây dừa sáp bằng nguồn giống nuôi cấy phôi với viện nghiên cứu dầu và cây có dầu. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Trà Vinh đạt được những kết quả đáng kể là nhờ các cán bộ công chức viên chức ngành này nắm vững chuyên môn kỹ thuật, hiểu rõ chức năng nhiệm vụ của mình và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Hy vọng trong thời gian tới, trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình để mang đến nhiều kết quả cao về đổi mới khoa học, góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà với tốc độ nhanh hơn. Hoạt động sở hữu trí tuệ, hỗ trợ tư vấn, thiết kế, đăng ký bảo hộ cho hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ kinh doanh được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 37 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ 44 nhãn hiệu, một kiểu dáng công nghiệp, một sáng chế. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận dừa sáp Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Xây dựng triển khai một nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lúa gạo hữu cơ của huyện Châu Thành. Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015 vào hoạt động 15 cơ quan. Đến cuối năm 2019, trên toàn tỉnh có 168 cơ quan đơn vị áp dụng ISO, trong đó 100% cơ quan hành chính 3 cấp áp dụng ISO. Việc đẩy mạnh các hoạt động xây dựng áp dụng hệ thống tiêu chuẩn theo ISO vào các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua cũng đã góp phần nâng cao được cái hiệu quả hoạt động của công tác quản lý hành chính tại các cơ quan đơn vị. Qua đó thì cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các lãnh đạo trong việc điều hành công việc và thiết lập các cơ chế giải quyết công việc được rõ ràng, thống nhất và công khai minh bạch. Việc công khai trách nhiệm, việc phân công trách nhiệm cho cán bộ công chức trong xử lý công việc cũng được thực hiện đúng theo trình tự và đúng thẩm quyền. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO cũng đã góp phần nâng cao được hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, kiểm soát được thực hiện các thủ tục hành chính, là làm giảm đáng kể những cái hiện tượng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, và chất lượng cái hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công cũng được nâng lên một bước. Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai các dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi và vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020. Trồng cây trồng thực hiện dự án chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình nhân giống và trồng cam sành không hạt chất lượng cao tại Trà Vinh đã xây dựng 3 nhà lưới với diện tích 900 m2 để sản xuất 100.000 cây giống tại huyện Châu Thành, trồng 100 cây cam sành không hạt S1 và gieo hạt giống làm cây gốc ghép. Bên cạnh đó đã xây dựng được 14 mô hình trồng cam sành, 14,1 hectare trên 17.766 cây giống không hạt sạch bệnh tại huyện Cầu Kè và Châu Thành. Dự án cam sành không hạt tại tỉnh Trà Vinh này thì tổng kinh phí là 5 tỷ 500 triệu do Bộ Khoa học Công nghệ quản lý. Trà Vinh, trung tâm khuyến nông tỉnh Trà Vinh thì thực hiện, đơn vị thực hiện, còn chuyển giao công nghệ là viện cây ăn quả miền Nam. Thì nó có mấy cái nội dung, thứ nhất là cái mô hình trồng cái cam sành không hạt chất lượng cao, thì quy mô nó là 20 hectare, thì thực hiện trên địa bàn huyện Châu Thành 5,1 hectare trên
5 hộ và ở huyện Cầu Kè là 14,9 hecta. Cái ưu điểm đó là không hạt thì nó rất thích hợp với cái thị trường mà tiêu thụ hiện nay. Về mục đích thì muốn chuyển giao cái giống cam sành LD6 không hạt này á, để thay đi dần cái giống cam sành truyền thống của người dân, để mà tiến tới mà cung cấp cho cái thị trường tiêu thụ theo thị hiếu của người dân. Liên kết sản xuất, mô hình này sẽ liên kết đầu ra. Trong 20 hectare trồng mô hình thì Trung tâm Khuyến nông sẽ giới thiệu và là cầu nối để liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm cho người dân. Và thêm một cái nội dung nữa là trong cái dự án là sẽ đào tạo 10 kỹ thuật viên cơ sở cho tỉnh Trà Vinh để trên về quy trình kỹ thuật trồng cái cam sành không hạt cũng như cây có múi nói chung, và tập huấn cho 200 lượt người dân tham gia cái mô hình và những cái người dân lân cận trong cái mô hình. Hoạt động khoa học và công nghệ ở địa phương được triển khai theo định hướng thúc đẩy phát triển sản phẩm chủ lực của vùng, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp quan tâm đến việc ứng dụng khoa học và công nghệ mới, công nghệ cao trong sản xuất, phát triển sản phẩm, hàng hóa theo chuỗi giá trị, giúp nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Qua đó nâng cao trình độ kiến thức, kỹ thuật canh tác, áp dụng vào sản xuất hiệu quả hơn, giúp tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thì trong thời gian tới để giúp cho khoa học công nghệ của tỉnh có những cái bước phát triển đột phá, thì Sở Công nghệ Trà Vinh có những cái định hướng và giải pháp vừa thực hiện và vừa đề xuất các đơn vị có liên quan cùng phối hợp để thực hiện. Thứ nhất đó là đẩy mạnh về cái việc xây dựng, đầu tư các cái cơ sở hạ tầng phục vụ cho các cái đề tài nghiên cứu chuyên sâu và nghiên cứu ứng dụng nhằm tăng cường việc ứng dụng các cái kết quả sau khi mà đã thực hiện cái nghiên cứu thành công. Bên cạnh đó thì cần phải tăng cường cái việc đào tạo cái nguồn nhân lực phục vụ cho nghiên cứu cũng như là phục vụ cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ngoài ra thì đối với Sở Công nghệ Trà Vinh thì chúng tôi sẽ tăng cường đổi mới trong công tác quản lý thực hiện các cái đề tài thông qua việc ứng dụng cái công nghệ 4.0 vào công tác quản lý nhằm tăng cường việc quản lý có hiệu quả cũng như tránh sự trùng lắp các cái đề tài mà đã được thực hiện. Một vấn đề nữa đó là đẩy mạnh về nghiên cứu và phát triển cái khoa học công nghệ cũng như là đổi mới sáng tạo đã được dự thảo đại hội tỉnh đảng bộ nhiệm kỳ nhằm đẩy mạnh cái sự phát triển kinh tế và tạo nên cái sự phát triển nhanh và bền vững trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương, các đơn vị có liên quan để phát triển các cái đề tài nghiên cứu nhằm ứng dụng các cái kết quả đó để tạo nên những cái thế mạnh, để tăng cái sự đột phá các cái sản phẩm là những cái thế mạnh của địa phương trong việc cạnh tranh cũng như là tạo nên các cái sản phẩm hàng hóa trong thời gian sắp tới. Ngành khoa học và công nghệ Trà Vinh không ngừng phát triển, đạt được nhiều thành tựu đáng kể là nhờ sự đoàn kết, hợp lực của những người làm công tác khoa học, luôn có sự đổi mới sáng tạo, tâm huyết với nghề, đã đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tỉnh nhà. Các đề tài nghiên cứu đảm bảo tính khoa học và thực tiễn cao. Người dân áp dụng các mô hình với quy trình công nghệ mới vào sản xuất và đời sống phát huy được hiệu quả. Trên đà phát triển của nền kinh tế tỉnh nhà rất cần những hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật.
trong đó có sự nỗ lực không ngừng của những người làm công tác khoa học và công nghệ, nhằm tiếp tục hỗ trợ cho tổ chức cá nhân phát triển sản xuất trong nhiều lĩnh vực công nông nghiệp, theo hướng tiến bộ, khoa học, kỹ thuật. Nhân dịp chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 18 tháng 5 năm 2020, chúng tôi, những người thực hiện chương trình, xin chúc cho những người làm khoa học sức khỏe dồi dào, luôn có nhiều ý tưởng sáng tạo tốt, góp phần đổi mới quê hương tỉnh nhà theo hướng hiện đại. Thời lượng dành cho chương trình đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở chuyên đề kỳ sau.